Đây các bác xem này. Cái lá sắn mà em đi lấy về đây. Sắn cao sản nhá. Thì mình sẽ vò nát để cho vào trong cái túi này này. Sau đây là cho tổ ong vào để tầm 5-10 phút gì đấy thôi. Ong nó sẽ ngất. Đặc điểm của lá sắn này là nó có độc ấy. Ôi dồi ôi, vừa ngửi thôi là biết rồi. Nó rất là mùi gần đi bác đi. Gần. Nó rất là ươn. Cái này mình vò nát để cho nó có mùi ra. Vào bên trong này, chúng ta cho tổ ong vào các bạn. Nó rất là ươn đấy. Rồi bây giờ sẽ cho tổ ong vào luôn. Đây là găng tay trước mọi người ạ. Găng tay này là găng tay ong mật thôi. Chỉ là phòng thôi. Cái tổ đầu tiên này. Còn nhiều quân đấy gì ạ. Ôi có cả con dao ở trong này. Chưa lấy dao. Đánh dao nào đi. Không sợ à? Ui, tích. Cả đêm không ngủ được rồi đấy. Bó của một cái ở tê nhá. Đây cái cái này chứ nó bơ bơ âm nhạc đấy. Đây rồi không nghe má. Bó ủ bó của một cái ở. Cái này. Rồi. Bây giờ chỉ việc bơ giết tổ mem cuống nó ế mình. Bây giờ chỉ việc đợi khoảng 10 phút thôi các bác nhá. Đây các bác xem. Ong cuối mùa nhưng mà đẹp lắm. Cực kỳ mẩy luôn. Đó, đợi một tí là nó ngất là mình lấy ra thôi. Đây nha các bác nha. Ngất rồi đây. Như vậy là ngất rồi đấy. Rụng xuống ở đây một đống rồi này. Tầm 5 phút rồi các bác nhá. Cái này chắc đợi tầm 10 phút là hết rồi đấy. Chủ yếu là ong đực. Chủ yếu ong đực rồi các bác.
Rồi, như vậy đây chính là kết quả cuối cùng mà ta thu được, là một đống lá sắn với ong, ong già. Chủ yếu là ong đực xào thì ngon này. Đây, bác có thể xem là ngớt hết rồi. Đó, ngớt nhưng mà nó tỉnh nhanh lắm. Lá sắn này hay dùng để làm ngớt con ong để mình đi nuôi ấy, dễ.